Chào các bác. Đây là cái hộp cái đồng hồ của bác Sân ở Sài Gòn. Sau khi em đã sửa cho nó chạy ok rồi, theo dõi chạy chuẩn rồi. Đó. Thì em sẽ theo yêu cầu của bác, em sẽ thay cho bác cái bộ kim này. Đây, bởi vì bộ kim bị nước vào nó bị oxy hóa hết rồi. Đây các bác nhìn. Đó. Nó bị oxy hóa hết cái bộ kim này rồi. Đúng không? Đấy, thì em sẽ thay cho bác bộ kim xịn. Đây chính là bộ kim xịn này. Em sẽ thay cho bác cái kim xịn nhé. Xong giờ em sẽ rổ kim ra. Đó. Em sẽ vệ sinh cho nó sạch sẽ đi. Cho bác. Đó. Rồi, bước thứ hai. Đây, bộ kim của nó đi. Em sẽ cắt cái bộ kim này ra. Thay cho bác đi. Bộ kim nó có nhiều loại, đây là bộ kim xịn của nó. Nên là cái chất lượng nó tốt hơn rất nhiều và thậm chí là dạ quang của nó. Đó. Thì em sẽ lắp cái kim giờ, hiện tại bây giờ là 6 giờ. Đó. Em rút ra. Ok. Chuẩn chưa? Ok. À, tiếp theo em sẽ lắp cái kim dây, kim phút. Cái này mình gấp cẩn thận không nên động vào dạ quang của nó thì nó bị ảnh hưởng. Nên tránh gấp vào cái chỗ dạ quang nha các bạn. Đó, đây là một cái lưu ý. Tránh gấp vào cái chỗ dạ quang nhé. Đó. Kể cả ấn kim cũng thế. Đừng bao giờ động vào cái chỗ dạ quang của nó. Và sẽ nhìn kỹ qua xem có hai kim mình có chạm vào nhau không. Nếu hai kim lại chạm vào nhau thì mình sẽ phải nâng cái kim lên cho nó không chạm vào nhau nữa. Mình phải để ở đây lắp cái kim dây cho nó dễ lắp. Cái kim này nó đang mới. Còn mới em sẽ đặt cái kim này, đặt cái van của em đây, em gõ nhẹ đó, thế là ok. Đây là một cái mẹo nhỏ cho những cái người với những cái kim mới này, rất đơn giản này, đúng không ạ? Rồi bây giờ em lấy lại giờ đúng giờ như cũ, là 6:01. Rồi đã xong rồi các bác, bây giờ lắp vào vỏ thôi, rất là đơn giản, đúng không? Nhưng mà nếu mà mình mà lắp mà không cẩn thận ấy, thì nó sẽ gây ra hiện tượng sát kim đấy các bác. Đấy. Và cái mặt này của nó mình phải vệ sinh thật sạch luôn. Sau đó là lắp cái căn vào, căn nhựa, căn giữ máy. Đó. Căn này nó có một cái lỗ đây này, các bác thấy không? Cái lỗ đây này, cái lỗ này, đó, thì đặt nếu mà ấy thì các bác nên đặt cái chỗ này vào trước nhé. Sau bắt đầu phải ấn cái căn xuống, đó. Ấn cái căn xuống thì nó dễ hơn. Này không thấy bác yêu cầu đánh bóng thì mình không đánh bóng. Đây, nguyên. Hai tay em đã hoàn thiện xong việc thay kim cho khách. Rồi, chào các bác.